quay về đi gửi em thật là anh là đi cái coi mặt rồi chụp chụp bộ ảnh mà gì đúng á. Ôi là lấy cái rủ cái cho chụp cái cảnh đúng á, cái cảnh ấy. Quay quay đi gửi gửi điện thoại à, lên mình ra đèn nè dáng không thẳng coi à, mày mày ta chụp đúng không màng tù mũ đó phải tù nó mang khoảng tám được à, mang khoảng tiền là để phạt được tiền nhá. Ừ, thực tế em phạt thực tiền phạt được tiền đấy, không phải thoại chỉ mẫu với bên em quay được để phạt được tiền. Tôi chụp chiều ảnh đây rồi theo theo cho nhiều lưu lượng bên nội nó quay đặt quay là hết biến cho lên được chứ. Ồ, 57/8 vừa khéo. Chị biết mất tấm quay không tưng nó được giờ này bên được khó nó ngủ lắm mà kiểu rửa ra. Ờ ta hôn là xuống đâu nữa nè. Đấy rồi, xuống đấy chứ. Đấy mà. Đâu đây? Từ đấy chứ. Đấy mà. Để lên lên, để đi lên. Đi. Con về xuống xuống được. Đấy là cái đảm mà đưa lên rồi thì để cái xe không xuống. Để cho xe dưới lên ta. Ừ, cho xe dưới lên. Còn cái đảm đâu nữa lấy đứa xin người xuống nè. Lý về nơi đi không? Là đi rồi. Anh tuổi lên tắt thôi, cũng có người đi lên tắt sầu thì khi đêm ngồi 17 mà dừng hai cái tay mà đứng đứng đau vật đau đau. Mai về là lại cái chạy men rồi ta. Không ăn thua nhẹ, đâu. Nhẹ tay nhẹ trong ăn thua. 17 đã hạ cảnh giống hai nhẹ vô trời. Ngủ cần cần chứ hạ cảnh cũng bay bình thường rồi. Đấy cũng phải đau khi hạ cảnh mà đau khi đứng bình thường á. Ừ chứ. Các em bạn phải thấy bình thường là đầu tiên đi nhưng mà đúng chi cả, không ảnh hưởng chi cả. Đây u bên tay. Khi xuống là bắt đầu đau. Hay là cái bệnh tăng nhưng mà bạn cái nổ bắt đường cố à. Đó đó đúng chẳng nhớ ai giống như nước cố. Ê kiểu là thắt chỗ nó quên đi đâu nghĩa được ấy. Mình nó là được cố rồi. Thế thì có lẽ càng càng được. Thì mình chẳng như tay quên ngủ quên đi thôi. Lấy là lại lên ngủ à. Khi mình lấy là thì ứng dài. Nhìn dọc dọc dài đấy. Mình đem đi bên gãy có lẽ bá sử lắm rồi. Đi lên đi nhìn cạnh bá có thể. Lên thấy nó bị đếm mình đi bị đếm cảnh nội dung này đẹp khi không hết lấy thầy sướng rồi tạm này là một người đi nhưng mà hồi nay này trả là tôi đi thêm bạn nữa mà đừng có thì có đồ được anh giờ này khách sạn mà em đi ra nửa đi về bố khách sạn tạm mà để đi ra sợ mãi để mà đi 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 chua mà nè qua nào vào đây cũng bóc này để chưa quay tạm này là ra đây xe lên người này chủ ơi ông chiêu là quay lại khách sạn đấy thằng ngủ này chứ đây này bạc à như đi rồi đi bố lăng bạc hay chiêu về về đâu qua đi qua đảo tôi cắt đông nó để chiêu về tẩm lên cho tẩm được nào sướng nên này bạc cắt phòng bao nhiêu lên mình lại cho chiêu về đó đúng không khi chủ đi đã tự đi tẩm lên rồi đi về cho bên đi tiếc tiếc nên như bố anh về bên có trời tôi tự đi mình bay được lâu lắm chứ chưa thấy cô thì do rồi còn đi đi bán này này đi thì mặc cái quan thăm cao là bố đã đi còn mặc phải ra nên có thể gì cũng thử con đã bạn nào là người rồi bạn nào là người quá rồi nó là người quá mạnh rồi con này nó mạnh nhà con quan cả tiên trù luôn này gọi là đỉnh 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 tám gối phần đấy con này đứa mày bảy hai mươi thử lên đỉnh bàn ạ vừa lên đỉnh đấy là tua tá vào đồ chứ đáng lẽ chia đôi cái có cái đi không rồi rõ ràng hết bốn đánh thôi để thì để cho đoan nó cho vui chứ rồi tới nặng nặng đi chầm mới độ mày thẳng của đây này thầy thầy hai vậy thầy hai cậy nữa hơn đi đây thầy đây đi đây chứ mà đi hai bẹo vào đây nữa đi tại đây rồi này cái hạ cái tay từ bữa qua chứ từ chiều trưa qua chứ thỉnh thoảng nhỏi mình đau và đau một điểm luôn á. Ừ. Cái này bố rồi chuông nữa thế phải chứ ừ, thì phải cái đoàn ấy là mà từ trưa qua em chứ thế phải thỉnh thoảng thế phải thỉnh thoảng bà đi thôi đây con đau con đau không phải đau ra đây con bà được cuốn một tao không hơn đau mình đau được tao tưới đấy buồn chục đấy với đỡ tao hại nữa là vì cái hai tờ tứ vì tao là ba tờ tứ năm ba tà rưỡi cháu bữa nay có làm 51 mọi bữa 51 bữa nay có làm lên 52 đó thì cháu là ba tà rưỡi để về tận cân rồi
ba người cho tà thế ba đứa cuốn đi tà ba đứa người tà hai ba đứa cuốn đi tà thế mà tôi hai đứa hai bề tà hai thật mà lấy cái nữ đang cho thấy có trong phim đó cuốn nữ đang quay về đẹp lại mình tà đâu đi đứng đẹp à cậu lên lên trên nóc qua lên đỉnh đến đây dừng lên tới hơi nóng cái lần tôi đi đó đi ban đầu yếu thì lên trời lạnh đi ra tỉnh thì đâu cũng được lên đến mưa để trời lạnh em thích đi trời xe xe này nặng quá nặng không lạnh như mưa thì đúng chơi được mấy mưa xe xe này như đúng mưa nó cái đời này nặng người ta đấy cũng nặng mơ lại nhầm hết rồi người ta nổi trẻ mấy mấy ra à. Mấy bên chuồn mấy đi quá mấy nè mấy đêm mấy văn mấy đẽn này tại đây mình ngủ rồi lên đây đừng ngủ nữa sao mà có chân đều mà tưởng tượng rồi đất nó đi đây cái lạnh đi cái lạnh rồng ấy mà thì hồ có lẽ là biển là hồ biển ngoài thế thì hoa ấy lạnh không ngoài thế là biển chứ không phải mè có cái này biển lẽn bôi mè là đâu mày như bố đứa con nhà vệ sinh nhá có hai cái con mày rất mơ lì điện thoại thì kêu mãi mà cứ đẩy cái đóng cái mãi chứ đâu lã rồi người thấy kêu mình xét tôi sạch trên đi được thấy rồi hạ tống rồi kêu đừng đi lâu trong đồ nữa ta cha sẽ có bác cái con mày ngồi cô cái nhà có bác cái vệ sinh mình ngồi trong mày mình nghỉ chút người bảo chứ điện thoại thì kêu rẻo rồi mông chị đã mà nghe phải mổ rồi. Cô phải lắp đặt đây là. Cô phải lắp đặt trong cả cái nữa đây. Đúng là kỳ trên rồi rồi. Táo ơi nó về lên cột máu ơi nó xuống dốc. Có cái những cái điên cuộn giấy rồi chứ là. Cuộn bên trên sáng bên tên cuộn bên trên nhà bên tên rồi. Một trận đi vô trận đặng mà có cái câu cái cung xoáy được ta cũng rành khiếp mà em mà cái cần cảm chặt mạnh cũng mà đúng không mình không xoay không mình cõi thôi một cái cung được tổ mấy giống như bên máy này cái trộn mà phun rong rong phun phun lửa nó thì cũng lợi mà chứ cái trộn cái cung xoáy được nữa còn nặng lên cái cung cấy lên đỉnh rồi. Xin chào. Tại vì tôi xin chào. Dạ, xin chào. Xin chào về Malaysia. Xin chào. Chào từ cổng thành phố mình. Xin chào. Xin chào. Có từ. Xin chào mọi người. Dạ. Lên đỉnh con núi mà lên rồi, lên đỉnh của mẹ rồi. Là nó biết tiếp. Xá bàn ở lên đỉnh cái xá. À đẹp hơn cháu. Ơi chị đứng ở núi Tây Ninh hơi lì ạ. Ôi núi này đẹp này. Rồi đẹp này. Mẹ nè mẹ đi mà đi lên mà đâu.
đêm đẹp này, đêm mới mình đẹp này. Đấy, đêm mình đẹp. Thì hôm mới quay về đêm mình đẹp đó, tại vì về đêm màu đen đó, đen đẹp lắm, đẹp con. Người ta đi du lịch cho cột lo thì cột đêm mình đẹp. Thôi lên bành. Ở đây chị xem người ta nếu mà đi được thì chị bố chị, tại vì chị cũng đúng đi cả đoàn á nên sợ cũng vậy bố được thì đi lại đâu có coi đâu đó. Dạ, gãy được cái chảo vô, sống gãy được, tại vì đi cả đoàn á, đoàn á, nó sống gãy vô được. Ở Sài Gòn đi, ai không kêu vô người hết, mấy đứa em không kêu vô người. Đây, bị đếm mới đẹp này. Hoàn ơi, quay em vô. Đi lên, đi lại đâu, quán ta có lại đâu có mấy nữa. Thấy không? Đẹp không? Mấy? Thôi về tới chụp ảnh tư nữa, đẹp đi. Đáng luôn. Đấy. Thôi chị nói chứ thì nói viết lên đi lên đi. Về núi mẹ bà đẻ. Đi về mẹ nha. Mưa vào đây đúng không? Mưa vào bệnh đúng không? À, chị tấp ngãng ở dưới điện ba rồi, chưa đến đây đỉnh để lại lấy lại mẹ sáu xuống. Đẹp luôn đấy, chúng ta mừng quá.
Hả? Mày cho về. Đi tạm cho bồn nữa. Vô bày cho kiểm là bấy này. Hôm nay à? Hôm nay. Hôm nay luôn à? Từ từ nè. Mùng 7 tháng 11 rồi. Ngày mai. Ngày mai mùng 7 tháng 11. Để hồi nè. Sạn dơ lắm. Ngày mùng 7 tháng 11. Bấy sớm hơn. Bấy sớm hơn. À. Đi đi mô. Thôi nắng. Đi nhà đi. Chứ nặng đó. Trời ơi, nắng quá. Không nắng là đẹp lắm đấy. Chiêu cho bạn như đẹp này, trời mấy nè. Trời ơi, mà nặng quá. Chứ tổ chiều mới chập túi mới đẹp. Cái nhà chụp phim 3D mua này có cho bay gì đấy? Đi trong nhà trong trong như vậy. Chụp phim 3D cả đồng không? Phải rồi. Nhà 3D hả?